Chào mọi người, chúng ta lại quay lại với cái series hướng dẫn cách cơ bản nhất để các bạn có thể tiếp cận với trống và chơi với trống. Thì ở video tiếp theo đây, mình sẽ giới thiệu đến mọi người cách đánh vào hai head, cách đánh vào trống và cách đánh vào rack như thế nào. Thì đầu tiên đó là mọi người hãy để ý thấy là cái tay phải chúng ta có nhiều chương trình lớn á, thì những người drummer chuyên nghiệp họ hay đánh, họ không đánh tay trái vào hai head như thế này. Cũng có một số người dùng nhưng mà rất là ít. Và có một số người thì đa số thì các drummer đều sử dụng tay phải đánh vào hai head. Đó. Và tay trái đánh vào snare như thế này. Đó. Lúc nào cũng để thế này, và tay trái ở dưới tay phải rồi người. Không ai để trên, trên sẽ đánh không được. Để dưới. Đó. Và khi đánh thì mọi người lưu ý là sử dụng cổ tay. Tay trái cũng vậy, sử dụng cổ tay. Để ví dụ như thì khi mà cái snare đánh xuống á, thì các bắt buộc chúng ta phải đưa một góc lên 90 độ. Thì bắt buộc cái việc tay phải chúng ta phải dở lên như thế này. Đó, khi xuống thì xuống một lần. Đó. Đó. Tiếp theo là cái đánh vào cái snare. Snare thì có rất là nhiều cách đánh. Đầu tiên đó là cách đánh tạo ra tiếng vành, tiếng stick, rồi tiếng slide stick. Đó, cái tiếng mà nó kêu, cái tiếng cái dùi đập vào cái vành nó kêu cốc cốc cốc. À, tiếp theo là cái khi đánh vào cái mặt trống, chúng ta nhớ đánh đầu dùi đánh vào giữa trống. Rồi, cái cách cơ bản thứ ba đó là đánh vừa vành vừa mặt trống. Thì chúng ta có thể thu cái dùi lại xíu và đánh một lúc hai tiếng thế này. Cái này người ta gọi là đánh rim shot. Đó. Tiếp theo là đánh lên cái tông, thì mọi người cũng lưu ý đánh vào giữa mặt. Và khi đánh chúng ta dở cao đầu dùi và đánh xuống để tạo ra cái tiếng nó dứt khoát và có lực hơn. Đó, tay trái cũng vậy. Thì trên trống cơ hoặc là trống một số dòng trống điện tử cao cấp á, thì nó cũng sẽ cho các bạn đánh được tiếng vành. Thì tất cả các tâm đều như vậy. Và tiếng và cái tiếp theo là cái cách đánh vào cái brass. Thì mọi người lưu ý đừng có đánh bổ thẳng vào như thế này. Mình phải đánh xéo ra. Và lướt xéo qua. Và sử dụng cái vai dùi á, chủ yếu là cái vai dùi để đánh vào tiếng đó. Lướt như thế này để tránh cho cái việc khi chúng ta đánh vào những cái symbol và bằng đồng thật á, chúng ta đánh mạnh vào như thế này nó sẽ bị dễ bị tích và nó dễ bị vỡ cái symbol. Chúng ta phải đánh lớn như thế này. Đó là cái kỹ thuật cơ bản. Cái crack cũng vậy, chúng ta đánh lướt qua, nó trượt ra một xíu để nó tránh cái việc bị hư cái symbol đi. Ở phần cái bell thì mọi người sử dụng cái vai dùi nè. Đó, đánh vào cái bell, cái cục mà nó hơi u lên một xíu. Đó. Nó đạo ra được cái tiếng chuông, cái tiếng bell nó to và nó rõ ràng. Và cái mặt này ví dụ đánh một số loại nhạc không cần quá tiếng quá nặng như tiếng bell thì chúng ta sử dụng tiếng này. Đánh đầu vừa gõ vào cái mặt của symbol. Và cái cách đạp pedal thì lần trước mình cũng đã giới thiệu đến mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip và mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương để nhận được những video bổ ích hơn. Chào mọi người.